Rồi chào các bạn, cách đây ngày 26 tháng 12 á thì mình có làm một xe phun trào mập này nè. Mình nói với các bạn là về vấn đề là khi mà cần tăng cam nó hư bấy thì nó sẽ rất dễ lột dên. Thì bây giờ chủ xe bữa nay mình đang quay clip này là ngày hồi bữa 26 tháng 12 mình có làm một lần, còn giờ là ngày 28 tháng 1 năm 2024. Thì chủ xe á nó nói là anh ơi sao xe em nó kêu như vậy. Đó thì mời các bạn coi lại clip đó, mình giải thích rõ ràng nha. Xong bắt đầu vô nè, thì ở đây theo tình trạng mình thấy á là xe này lột do nặng luôn rồi, không có còn cứu được nữa. Thì mình vẫn nói với em trai á là bây giờ anh sẽ mở bên cần tăng cam em ra, nếu mà cần tăng cam mà bữa anh thay vô á thì sẽ bảo hành cho em không tốn bất kỳ chi phí gì. Còn nếu mà không hư tăng cam mà xe lột do thì mình cho các bạn nghe nè. Thì tiếng này không thể nào tiếng kêu cần tăng cam được đúng không? Nó quá bự cái này mà. Với lại xe này các bạn coi nè, sơn lốp nè, sơn lốp đồ mà cũng không có gỡ phốt cái đồ thay nè. Đó là như cái vấn đề mà sơn si em hay nói, bạn lốp sơn rồi đỡ đó luôn á. Rồi thì giờ cứ mở ra kiểm tra, nếu á mà đúng hư cần tăng cam thì sẽ bảo hành đền lại không tốn bất kỳ chi phí gì. Còn nếu mà không hư cần tăng cam thì do chủ xe tự quyết định. Cảm ơn các bạn. Rồi chào các bạn. Thì có chủ xe ngồi đây luôn nha, em dắt nguyên nhà luôn, ba ngư luôn. Bây giờ là riêng anh á là bữa anh thấy cần tăng cam anh là hư nặng nhất. Thì bây giờ cần tăng cam này có hư không hư là anh tự biết. Không mòn. Sao? Không mòn được không? Không mòn, không gãy răng nào hết á. Thì mời khán giả tới đây. Bởi vậy nên là mình làm gì mình phải tự tin vô đồ mình dữ lắm. Dám bảo hành năm mà một đổi một mà là không bị bất cứ gì hết. Nhưng mà quan trọng nè, qua anh đây. Mở cái này ra là nguyên xe không còn hụt nhớt nào hết các bạn. Nhớ cũng còn luôn chứ đừng có nói là tới là đấy. Là hồi bữa là đầu tiên là ba vớ vô là một nè, là đã những cái ba vớ sắt đó mình đã có giải thích rất là rõ rồi. Thì cái ba vớ nó sẽ đi đâu giờ đâu, khi mà một cái xe nó hư cần tăng cam hết một nửa vậy á là nó sẽ đi hết tuần hoàn trong cái máy các bạn, là xe các bạn chắc chắn là phải lên đường rồi. Thì vấn đề là chỉ là thời gian thôi, như xe này kéo dài được nửa tháng nó mới kêu đó. Vậy là bây giờ là quyền còn lại là cho chủ xe quyết định là ráp vô lại hay là làm máy hơn. Với lại làm máy thì cũng phải là đồng ý với cái giá tiền nữa. Thì chốt lại là thay cần tăng cam anh tay của Niễn. Bảo hành cho năm, hư bất cứ gì đổ mới cái đó. Không tại bởi thì là hả mà có hư răng mẻ một răng nào cũng thay mới luôn. Còn không thì ráp vô lại. Mà xe này là nghe mùi khét luôn rồi nha. Bạn nhiều, kết thúc ở đây. Phu cho mập 155 đời 2015, 2016, 2017. Phu cho led 125 20, 21, 22, 23. Tại sao bắt buộc phải thay cần tăng cam? Dùng từ là bắt buộc luôn nha. Bởi vì chắc chắn 100% nó sẽ bị giống như trường hợp xe này. Thì bây giờ đầu tiên là các bạn sẽ thấy cái phần lốc máy là nó cháy đen hết là không nói nè. Đúng không? Là do đi không kỹ, không thay nhớt. Tiếp đến đó là các bạn thấy nè. Cái này là cái gì? Cái màu nâu nâu xám xám bạc bạc này là ba vớ nhôm. Em trai bắn giùm anh ra cái cần tăng cam ra ba vớ nhôm là làm sao nhôm mà sắt luôn. Đây đây luôn nè Thiện, đây đây Thiện. Vậy là chủ xe người ta sẽ hiểu rõ nhất rồi. Em trai vô đi, rồi camera giật ra đi. Là đây camera đang trước quay anh nè. Em trai em đi vô giùm anh cái em trai em á. Rồi thì ở đây là vậy, nóng quá em trai. Đây thì những cái màu nhôm màu bạc đó là cái gì, là nó hư cần tăng cam. Thì khi mà hư cái cần tăng cam này nè, đầu tiên bên ngoài đây nè nó sẽ là một lấy cái cần tăng cam mới cho anh luôn. Thì ở bên ngoài đây nè là nó sẽ là một cái cục cao su màu đen. Thì bây giờ câu hỏi mình đặt ra cho các bạn là em vừa mở ra cục cao su màu đen đó, nó đi đâu rồi, nó mất tiêu ở đâu luôn, bây giờ là không thấy luôn nè. Là một cái. Thứ hai nữa là cái ba vớ nhôm, là phần nhôm này là cái phần màu bạc các bạn đang thấy là của nữ cây sắt này, nó đi vào máy. Thì nữ cây sắt này mà ba vớ không nó đi vô máy thì cái máy của các bạn nó như thế nào, tanh bành hết trong đó luôn.
Đó là lý do tại sao bắt buộc phải thay cần tăng cam đầu tiên cho xe full cho led khi vừa mua. Còn full cho mập thì giờ không còn xe mới rồi đúng không? Đó. Rồi tiếp đến, cái thứ hai là đối với những tình trạng như xe này nó sẽ có hai cách xử lý. Một là các bạn chỉ nha, thay sân cam, bánh đỡ. Sân cam là gì qua đây? Là các bạn chỉ thay sân cam nè, là sợi này sợi dây sơn. Bánh đỡ là cái này, bánh lòng và bộ lò xo ống sáo ti tăng cam. Đó là xe này ba món này là đều hư nát hết. Tiếp đến đó là cái món cuối cùng là cần tăng cam, thì mình sẽ thay lại cần tăng cam của mình. Đó, cầm ra đứng đó quay để đủ ánh sáng. Thì cần tăng cam là cái phần màu đen nè. Đó, phần màu đen này bây giờ trên xe này là không thấy luôn, nó trôi dẹt về nơi nào luôn. Là cách xử lý đầu tiên là thứ nhất là sẽ ngon, bổ, rẻ, hợp lý giá tiền, ai cũng sẽ làm được. Này bánh đỏ em xài đúng chính hãng Honda Thái Lan luôn, nó êm hơn của Việt Nam. Và em thay sân cam mới chính hãng Honda Việt Nam. Ống sáo lò xo ống sáo cao su tiên tăng cam và bánh lồng. Thì khi chọn phương án đầu tiên này, nó sẽ có một cái trường hợp xảy ra là 50-50, có thể êm và có thể không êm. Có thể êm là làm sao? Thì nó êm, nó cũng chỉ êm tại thời điểm hiện tại thôi các bạn. Bởi vì nó hư cần tăng cam thì nó phải kêu. Nó hư, nó giãn sân cam nó sẽ kêu, nó hư bánh đỡ lòng nó sẽ kêu. Đó, thì khi mình thay lại thì có thể nó êm 50% thôi. Còn 50% còn lại là cái rủi ro là gì? Cái cục màu đen này nó đi vô máy, nó nghẹt đường bơm nhớt, nó không bơm, nó lấp bê. Cái ba gió sắt, cái ba gió sắt nha, dùng từ cái ba gió sắt của nửa cây sắt này nó đi mòn hết. Là cái này sân cam nó chạy ở đây luôn, nó đi mòn hết, nó vô trong máy bạn, xe các bạn lột dên lột bê tông nó phải kêu. Thì khi làm phương án thứ nhất là chỉ thay những món này đây, chỉ thay sân cam, bánh đỏ, bánh lòng, ống sáo, là sao tiên cam, cao su tiên cam và cần tăng cam tay của niễn, thì vẫn lấy tiền các bạn nha. Còn cái chuyện xe êm hay không êm sẽ không biết, đúng không anh em? Nhất là anh em thợ, đúng không? Bởi vì em làm clip là anh em thợ sẽ coi và hiểu được. Thì nó 50-50 mà lỡ mấy giờ xe người ta lột do đây mà chỉ thay bên này mà kêu nó êm hết cái xe thì đâu có chuyện đó xảy ra, đúng không? Và phương án thứ hai tay chọn đối với những người khách hàng thân thiết là tay đều luôn tư vấn cho người ta là bảo dưỡng nguyên cục máy. Bảo dưỡng nguyên cục máy là làm sao? Là sẽ gỡ ra, thay tay dên mới, thay mặt bạn máy mới, làm nồi, vệ sinh nồi. Bởi vì bên nồi là nó sẽ bơm nhớt đi qua bên đó nhiều nhất. Rồi đây camera tới đây nè, cho mượn lại. Các bạn thấy tới nổi mà cái ba vớ nhôm nè, ba vớ sắt luôn chứ không phải nhôm nữa. Nó như vậy nè, đó, nó ri ra tại chỗ đó là cục kích nè. Ngay vị trí đó là cục kích thì nó sẽ dính ba vớ sắt đó rất là nhiều, đúng không? Thì nó dính như vậy cho nên là bên phần nồi nó sẽ bơm nhớt ly hợp, nó bơm nhớt ly tâm vô, nó vô bên nồi nhiều nhất. Nó bắt buộc cần bảo dưỡng lại toàn bộ cục máy thì êm 100%, mà tới lúc đó bất cứ trách nhiệm gì tay cũng sẽ chịu. Còn khi làm như vậy là tay sẽ không chịu gì hết, ví dụ vô kêu tay thay phụ tùng thì tay chỉ thay. Đó là cái này là ý của anh chủ xe luôn nha. Anh hỏi là xe anh kêu sáng này trước khi qua, anh có nói là xe anh kêu thì anh hỏi là thay sân cam nhiêu tiền, thì mình nói thay sân cam nó không nhiêu tiền hết, nhưng mà quan trọng kêu là kêu như thế nào. Hồi nãy xe anh kêu rất là lớn, đúng không anh trai? Kêu lớn ra lắm đó. Thì mở ra thì thấy vậy. Thì nói chung là làm nhiều quen các bạn nghe thôi là biết rồi xe bị gì. Còn do điều kiện mỗi chủ xe người ta không cho phép nữa. Ở đây thì ví dụ người ta đủ làm này thì làm này cho người ta trước thôi, chắc chắn là sẽ có êm hơn đó. Nhưng mà đi vài bữa lột dên hoặc là làm xong nó êm hơn cái tình trạng lúc chạy vô, nhưng mà nó vẫn còn tiếng kêu, phải chấp nhận thôi, do xe mình lụt dên mà. Mấy bữa các bạn có thấy em làm cái clip mà của thằng nhỏ về hư cần tăng cam á, xe nó chạy chạy cần tăng cam của em không bao giờ hư. Nhưng mà do trước đó là nó không biết em, nó làm bài nơi khác rồi, cái xe nó gần chuẩn bị lụt dên rồi. Tới lúc xe nó lụt dên thì kêu lớn lắm. Thì khi mở ra cần tăng cam của em vẫn còn, nhưng mà xe nó lụt dên. Đó lý do đó các bạn. Cho nên là chốt lại có hai vấn đề giải quyết. Một là chỉ thay sân cam, bánh đỡ, bánh lòng, bánh tăng, ống sáo là sao tiên cam và cần tăng cam tay của niễn.
êm hay không êm, hết chưa không hết chưa, em vẫn lấy tiền bởi vì em xé phụ tùng mới em thay cho các bạn mà tiền công của em. Cái thứ hai, phương án thứ hai là làm theo cách của em là bảo dưỡng toàn bộ lại cục máy đối với những xe hư cũ và cháy đen giống vậy, thì em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm bảo hành đồ đàng hoàng uy tín cho các bạn. Vậy giải thích rõ ràng và cụ thể chưa? Nếu chưa hiểu thì sẽ làm thêm nhiều clip khác. Cảm ơn các bạn.